Chào con, đẹp trai quá nhà. Ok, bắt đầu biết hóng chuyện rồi hả? Làm sao mà cái mặt xấu thế này? Mấy hôm nay con nhiều quá. Ừ, ở nhà thì mẹ chăm sóc cho thế nào? Chăm sóc làm sao? Ở nhà thì cứ tắm rửa sạch sẽ xong thì lại bôi thuốc ở viện cho đấy. Nhưng mà thế hả? Mấy hôm nay nó lại nặng nhiều. Ôi giời, hai má đỏ hết này. Mà cái này nó lét ra này. Vâng. Cái này nó lét ra thế này là em có dùng lá cây lá kia gì không đây? Cái hồi mới đẻ ra thì có dùng lá cây nhưng mà thành ra đi khám thì bác sĩ cũng khuyên bảo là không dùng lá cây tại vì da nó vẫn còn yếu thế là không dùng nữa rồi, nhưng mà bây giờ gần đây không dùng nữa rồi cái gì? Không dùng cách đây 4-5 tháng rồi. Thế ai là người trông bé? Em hay là bà? Em ạ. Thế có khi nào bà cho tắm mà mình không biết không? Bà chỉ cho tắm đợt đầu lúc mới đẻ là tắm bằng lá cây, thế là đi khám bị viêm da, nên là đi khám xong rồi là thôi luôn đúng không? Ok, nó viêm da cơ địa rất là nặng rồi. Viêm nặng quá, không ổn nha. Nặng quá không ổn tí nào hết, như thế này nó lết hết cả mặt này. Nó phổ lắm, nó ngứa lắm. Trên đầu thì nó là phân trâu em ạ nha, nó tương tự thôi. Tật thế này, nhiễm trùng nặng quá này. Đấy, sau cả tang tai nữa. Tai cũng có, rồi thì má cũng có. Thế này là trong em bé hơi kém. Em phải làm sao đấy mà cái chỗ này để má nó tựa vào phải mềm mềm thì. Đấy, khăn nó mềm thì nó để nó không bị tựa vào nó. Tay nữa đừng để nó bên đây nó gãi. Vâng. Sưng hết cả cháu, mặt ra. Cháu ngứa thì lúc nào cháu cũng đưa lên quà vào nó lét mặt nhá. Mẹ cháu nhá, với cả bố cháu nhớ chưa? Cái này là viêm da cơ địa thôi nhá, mình điều trị nó sẽ đỡ thôi em ạ. Anh nghĩ rằng là điều trị cũng không đến mức nó tệ thế đâu. Tất nhiên là trong quá trình của nó nhỏ như thế này này thì nó có thể là mình phải chăm sóc nó kỹ lên một chút. Thường là đến năm khoảng 3 tuổi thì khoảng 90% các bé nó tự khỏi. Đấy, còn đến năm khoảng 10 tuổi thì 90% các bé tự khỏi nhỉ. Đúng không? Nhưng bây giờ thì không được rồi. Phải điều trị nhá, không ổn. Đấy. Bây giờ em sẽ kê đơn cho nó, xong về nhà em sẽ dùng thuốc với cả chăm sóc nó nha em nhé. Một tuần sau thì em khám lại, được chưa? Nhá. Yeah.